Chào mọi người, hôm nay máy xây dựng Minh Châu khai trương cửa hàng mới tại Đắk Lắk, cửa hàng chi nhánh 263 Điện Biên Phủ nha mọi người. Đây thì hôm nay khai trương thì toàn bộ cửa hàng bên Minh Châu sẽ giảm giá toàn bộ sản phẩm 30% nha mọi người. Anh em ai có nhu cầu thì mình ủng hộ Minh Châu, ở các chi nhánh mình gần ở đâu thì mình ủng hộ ở đó nha. Đây, tất cả các sản phẩm nha mọi người, của Deston có này, ha, Amat có, tất cả những dòng hàng đều có hết mọi người ạ. Cả bốt này, Makita có hết ha. Đây, khoáng mài, tất cả các dụng cụ luôn, kể cả hàng bại nha. Hôm nay hàng bại thì về lô này thì còn một ít ở đây khai trương, để ở đây cho anh em mình có thể đến trực tiếp cửa hàng để lừa ha, phù hợp con nào thì mình ủng hộ Minh Châu. Đây, có tất cả luôn mọi người. Nha, hôm nay thì hàng ở cửa hàng thì mình ở chi nhánh này thì mình mới khai trương đang vội cho nên cũng chưa chuyển được tất cả những sản phẩm ha, như đĩa cắt gạch hay là những cái dụng cụ phụ kiện là có hết nhưng mà chưa chuyển về kịp ha mọi người. Đây, những cái dòng như HTCOM ở đây là Minh Châu có đầy đủ ha. Hôm nay sale rẻ cho mọi người luôn. Có những dòng sản phẩm máy mài nó chỉ có 5, có những dòng sản phẩm máy mài nó chỉ tầm trên 200 nghìn là có thể sở hữu một máy rồi mọi người. Giảm đến 30% cho mọi người sở hữu một máy sử dụng ha. Quá trời ok luôn. Đây, như những dòng như thế này hôm nay 553 nha mọi người. Makita hàng chính hãng nhập khẩu Thái Lan luôn. Sale rẻ cho mọi người luôn ha. Những cái dòng này là để rẻ cho mọi người luôn. 890 nghìn một con nha. Anh em nào mua được máy thì mình để lại bình luận ở video nha. Đây mọi người, hàng chính hãng của Makita này, 9553 nhá. Ha, có kèm theo chúng ta đá mài đầy đủ này. Ha, một đá mài của Makita này. Đó, phụ kiện là có đầy đủ nhá. Tem chống hàng giả của Makita ha, hàng nhập khẩu Thái Lan nha mọi người. Đây. Đó, 9553 NB. Ha, những dòng như thế này hôm nay để rẻ cho mọi người luôn, 890.000 ha. 890.000. Đó, chương trình sale nói chung là sale toàn bộ những sản phẩm. Hôm nay Minh Châu làm một con đặc trưng thôi, sẽ làm riêng một video sale toàn bộ cho mọi người ha. Rồi, anh em nào nhu cầu về các sản phẩm của máy xây dựng Minh Châu thì có thể ủng hộ máy xây dựng Minh Châu nhé. Video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây.